tử giáo phái xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ nói nhiều hơn về dòng cân điện tử inox DI28S anh chị nha. Và dòng cân này được sử dụng phần lớn trong nông sản để cân sắt thép, cân gà vịt hay là cân phế liệu, và đặc biệt dành cho những anh chị nào mà quan tâm đến cái tuổi đời của cân điện tử á, tại vì chất liệu inox bao giờ nó cũng chống rỉ, chống nước tốt hơn so với cái dòng cân tương tự mà bằng sắt lên tĩnh điện anh chị ạ. Vậy thì kích thước và mức cân của dòng cân điện tử inox này như thế nào? Chúng ta có những cái kích thước chuẩn như là 40x40 thì tương ứng 300kg, hay là 40x50 hay 50x60 thì cũng tương ứng mức cân 500kg. Nghĩa là giá của cân điện tử nó sẽ tùy thuộc vào cái kích thước mà anh chọn, và cái kích thước mà anh chọn này nó sẽ dựa trên cái mục đích sử dụng cụ thể của anh chị luôn. Em nói ví dụ như nếu anh chị mà cần cân phế liệu mà mang theo xe tải thì chúng ta chỉ cần 40x40 là vừa thôi, nhẹ, gọn và dễ dàng mang theo. Còn nếu như anh chị nào trong lò mổ giết mổ gia súc gia cầm cần một cái bàn cân nó to để mình để cái thau lên á, thì mình sẽ chọn luôn cái dòng cân 50x60cm, lúc đó mình cân nó sẽ thoải mái hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần hướng dẫn sử dụng. Để mở cân thì chúng ta kéo nắn power và chờ cân khởi động. Để tắt cân thì chúng ta lại tiếp tục nhấn power và cân nó sẽ tắt. Nếu như mà anh chị dùng cái cân điện tử inox DI28S này để cân gà vịt thì thật là tuyệt vời anh chị ha, tại vì dòng cân điện tử này có tính năng chống nhịp số. Trong một hoàn cảnh nào đó mà anh chị muốn cần mở rộng cái mặt cân thì anh chị cứ đặt một cái mặt inox hoặc là mặt gỗ hoặc là một cái khung sắt lên và chúng ta bấm ta ra để trừ bì, rồi sau đó chúng ta lại cân hàng hóa một cách bình thường anh chị ha. Và chúng ta đã vừa xem qua cái dòng cân inox DI28S thực tế anh chị ha. Và nếu như mà anh chị đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, sắt thép, gà vịt, phế liệu hay là trong lò giết mổ gia súc gia cầm mà thấy cái dòng cân điện tử inox DI28S này nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị cứ hãy liên lạc nhanh đến số điện thoại hotline trên màn hình, đó là 0909899833. Đây là số điện thoại hotline quen thuộc của công ty cân tự Gia Phát. Cân tự Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và giao cân nhanh nhất có thể ạ. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái video clip này nó mang đến cho anh chị những cái thông điệp hữu ích thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ cân tự Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nhé. Một lần nữa, cân điện tử Gia Phát chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.